World Cup nữ 2023, đội Pháp gây thất vọng trước Jamaica. Đội tuyển nữ Pháp gây thất vọng khi bị Jamaica cầm chân 0-0 ở trận ra quân bảng F thuộc World Cup 2023 vào ngày 23 tháng 7. Đội tuyển nữ Pháp được đánh giá vượt trội so với Jamaica, đội kém hơn họ 38 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Herb Reyna không thể tạo ra thế trận áp đảo trong trận đấu tại Sydney, Úc. Đội chủ nhà World Cup nữ 2019 dù tung ra 12 pha dứt điểm, 7 lần trúng đích nhưng hầu hết không gây khó cho thủ môn Rebecca Spencer, Jamaica. Các cầu thủ tấn công của Pháp là Kadir Choudiani, Eugenie and Claudine Le Sommer, Amo Mairi và Clara Martel đều thiếu những tình huống đột biến để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Họ gần như trông chờ vào những pha đánh đầu từ các tình huống cố định nhờ chiều cao 1,87m của hậu vệ kỳ cựu Wendy Reyna. Cơ hội nguy hiểm nhất của The Blue trong trận này là tình huống đánh đầu vọt xà ngang đáng tiếc của Kadir Choudiani ở phút 88. Trong khi đó, với việc chủ động chơi phòng ngự và quyết tâm cao, Regaard, biệt danh đội tuyển nữ Jamaica, hóa giải rất tốt các đường tấn công của Pháp. Khadia So là ngôi sao trong đội hình Jamaica nhưng tiền đạo của Man City lại mờ nhạt ở trận này. Cả hai đội thi đấu trước 39.045 người hâm mộ tại sân Sydney ẩm ướt vì mưa. Đó là một cuộc đấu thể lực với nhiều pha phạm lỗi và không có bàn thắng nào được ghi. Trong đó, So phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận vì một pha vào bóng với cầu thủ đối phương. Pháp được nhiều người kỳ vọng sẽ giành ngôi nhất bảng F để tiến vào vòng 16 đội World Cup nữ 2023. Nhưng sau trận đấu bế tắc này, khả năng giành chức vô địch của The Blue bị nghi ngờ. Jamaica đã chơi đầy quyết tâm để cầm cự và xứng đáng có được trận hòa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.